4 sai lầm khi tập bụng khiến bạn tập mãi bụng vẫn to. Có một sự thật đó chính là không phải cứ thực hành những bài tập bụng là chị em có thể sở hữu được vòng hai như ý. Ngay cả với những bài tập khiến chị em tâm đắc nhất, nỗ lực nhất, thế nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Hãy cùng Hoàng Uyên tìm hiểu ra 4 sai lầm khiến chị em tập mãi mà bụng vẫn to nhé. Sai lầm đầu tiên đó chính là chị em đang bị sai về kỹ thuật tập luyện. Thì cái đầu tiên á, rất là nhiều chị em tập bụng nhưng mà không cảm thấy rằng là cơ bụng được tác động, không cảm thấy đau hay là nhức trong cái quá trình tập luyện. Thì đây là chị em đang không siết bụng và cơ bụng của chị em chưa được kích hoạt trong quá trình tập luyện nhá. Thì video về siết bụng Hoàng Uyên sẽ để ở link ở phía trên này, chị em kích vào và xem luôn nhá. Khi mà chị em muốn tập bụng thì chắc chắn phải nắm rõ về siết bụng trước đã nha. Và tiếp theo thì là một số các cái kỹ thuật tập luyện khác nữa thì Hoàng Uyên sẽ chia sẻ luôn. Thì đầu tiên á, là chị em khi mà tập bụng là chị em hay bị võng lưng. Mọi người nhìn nhá, khi mà tập này hay bị võng cái lưng lên như thế này thì nó sẽ dồn áp lực vào thắt lưng và sẽ khiến cho chị em tập bụng nhưng mà lại không ăn vào bụng mà ngược lại lại còn bị đau thắt lưng nữa. Thì chị em hãy cuộn xương cổ xuống, dán toàn bộ được cái thắt lưng này xuống thảm đã thì chúng ta mới bắt đầu quá trình luyện tập của mình. Và nếu chị em đang chưa biết cuộn thì chị em có thể gõ là gồng kho Hoàng Uyên hoặc là tìm link ở trang YouTube hay fanpage của Hoàng Uyên nhá. Rồi, dán được thắt lưng xuống thảm rồi đúng không? Thì chị em bắt đầu quá trình tập này. Mình có thể bỏ cái này ra cho dễ này. Hít sâu này, gồng chắc toàn bộ cơ bụng đã, sờ vào cảm thấy cứng. Rồi chúng ta mới nâng người lên. Chúng ta lên bằng cơ bụng và nhớ là trong toàn bộ quá trình lên chúng ta hãy gồng chắc cơ bụng lại. Rồi xuống, thở. Tránh cái trường hợp là chị em lên như thế này, tức là chị em dùng cái sức của mình để lên và không có cái sự cảm nhận vào cơ bắp. Còn khi mà chúng ta tập chậm lại nhá, hít sâu, gồng trước đã, dán thắt lưng, rồi nâng người lên, tập chậm, thì cái trong cái quá trình này chị em sẽ cảm nhận được cơ bụng của chúng ta kích hoạt, đau và cảm thấy tác động mạnh mẽ vào cơ bụng thì đây là tập đúng. Ok, xuống. Và trong tất cả những cái kỹ thuật này thì Hoàng Uyên vẫn nhấn mạnh lại một lần nữa là kỹ thuật siết bụng rất là quan trọng. Nếu chị em không siết được bụng thì cơ bụng của chúng ta sẽ không được kích hoạt và không có hiệu quả đâu. Vì vậy chị em hãy nắm rõ kỹ thuật siết bụng trước nha. Chỉ siết bụng thôi cũng đã giảm được eo rồi, nên là cố gắng tập thật là kỹ cái kỹ thuật này nhé. Sai lầm số 2 đó chính là ngày nào chị em cũng chỉ tập bụng thôi. Đa phần chị em đều mong muốn sở hữu một cơ bụng săn chắc, vậy nên chị em rất chăm chỉ tập bụng và ngày nào cũng tập bụng với suy nghĩ rằng tập bụng nhiều thì cơ bụng của chúng ta sẽ trở nên săn chắc và thon gọn hơn. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Và cơ chế giảm mỡ của cơ thể đó chính là giảm mỡ toàn thân chứ không phải là giảm mỡ chỉ riêng bộ phận nào cả. Vậy nên nếu chị em muốn cơ bụng của chúng ta được lộ ra cũng như là trở nên săn chắc hơn thì mọi người cần phải làm giảm mỡ toàn thân. Bởi vì khi mà mỡ trên cơ thể của chị em giảm đi thì cơ bụng tự khắc lộ ra. Còn việc có tập bụng hay không, chăm chỉ hay không thì nó sẽ làm cho cơ bụng của chúng ta trở lên khỏe hơn, cũng như các bó cơ ở phần bụng của chúng ta trở nên dày hơn. Vậy nên chị em hãy tập đều các nhóm cơ và một tuần chúng ta chỉ nên dành ra tập từ 2 đến 3 buổi tập bụng thôi chị em nha. Sai lầm số 3 đó chính là bỏ qua chế độ dinh dưỡng. Bí quyết để có một vòng eo thon gọn đều nằm ở chế độ dinh dưỡng ăn uống hàng ngày của mỗi người. Cơ bụng đã có sẵn trong cơ thể của chúng ta từ khi mới sinh ra và phần trăm mỡ thấp thì múi bụng sẽ lộ ra và ngược lại. Lý do này cũng giải thích cho việc dù chúng ta có tập bụng hàng trăm cái mỗi ngày thì cơ bụng chúng ta cũng không thể lộ ra và cũng không thể có vòng hai như ý. Thậm chí một người dù có lộ trình tập luyện chuyên sâu nhất cũng không thể có được vòng bụng săn chắc nếu không có sự kết hợp tốt giữa tập luyện và ăn uống. Tuy nhiên chỉ cần bổ sung chất dinh dưỡng phù hợp, có chế độ phù hợp thì chúng ta sẽ sở hữu một vòng hai vô cùng săn chắc và thon gọn. Vậy nên các chị em là học viên trong lớp kiến tạo vóc dáng thì ngoài cái việc tập luyện thì Hoàng Uyên còn hướng dẫn rất là chi tiết vào chế độ ăn uống, ăn cái gì, lượng bao nhiêu và nấu như thế nào, nên tất cả các chị em đều đạt được cái mục tiêu vóc dáng mong muốn của mình. Sai lầm số 4 đó chính là chị em tập khi mà chúng ta đang đói. Rất nhiều chị em với tâm lý muốn đẩy nhanh quá trình giảm cân giảm mỡ nên cố gắng nhịn đói khi tập luyện. Đây là phương pháp phản khoa học và có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe khi luyện tập của mình. Khi cơ thể của chị em bị thiếu hụt năng lượng sẽ không thể thúc đẩy tiến trình tập luyện diễn ra một cách hiệu quả và bụng đói sẽ dẫn tới tình trạng tụt huyết áp và ngất xỉu khi luyện tập, lợi bất cập hại. Và vì vậy chị em hãy nên ăn nhẹ trước buổi tập từ 1 đến 2 tiếng nha. Nghe đến đây chắc hẳn chị em đã hiểu được tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng trong việc sở hữu một vòng eo săn chắc phải không? Vì vậy Hoàng Uyên cũng đã làm ra một cái video hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng thực đơn giảm mỡ bụng nhanh đúng cách tại nhà. Hoàng Uyên sẽ để video ở phía trên này nha. Còn bên dưới này Hoàng Uyên sẽ để thử thách 7 ngày giảm mỡ với các bài tập chuyên sâu giúp chị em đốt mỡ vô cùng hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại chị em ở những video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được các bài tập của em Uyên sớm nhất nhé. Bye bye chị em!